Anh biến đi. Hôm bữa tôi đưa tiền cho anh rồi, mắc gì hôm nay phải đưa thêm? Ủa cô không biết hôm bữa xém nữa thằng nhãi Winner cho tôi một trận rồi. Trước đây cô đâu có nói nguy hiểm như vậy đâu. Cho nên là bây giờ cô phải cho thêm ít tiền nữa để điều trị tâm lý nè, điều trị cái thương tích bên ngoài nữa. Qua nhà Hana mượn cây ukulele về đánh cho Khánh Linh nghe mới được. Anh bị đánh cái chút xíu à? Mà làm vậy có lố lắm không vậy? Cô không bị đánh sao cô biết là chút xíu được? Đã không làm được việc rồi mà cứ thích vòi tiền của người khác. Anh có tự trọng không vậy? Ủa? Cô mới là người không có tự trọng chứ. Cô đừng có giở dòng đạo đức giả ở đây mà quỵt tiền tôi nha. Cô nên nhớ, chính cô là người vạch ra kế hoạch này để hãm hại Việt Thi và có được Winner. Ủa, anh, có chuyện gì quan trọng không? Mà sao kêu mọi người họp nhóm vậy? Ừ, có hai chuyện quan trọng, anh muốn nói với mọi người. Nhưng mà đợi đông đủ đã. Đông đủ? Đông đủ. Winner. Chào mọi người. Hôm nay tôi đến đây để xin lỗi mọi người. Tôi biết là thời gian qua mọi người đã buồn phiền với tôi nhiều rồi. Tôi cũng không vui vẻ gì hết. Tôi cũng biết lỗi của mình rồi. Hôm nay tôi có mang một ít đồ ăn đến để mong mọi người tha lỗi cho tôi. Chúng ta là bạn bè mà. Dù gì thì Winner cũng đã lỡ sai. Nhưng mà không sao, là bạn bè phải biết tha thứ. Đúng không mọi người? Trời, tha với trả thứ gì. Dù sao tôi với Mon cũng được nghỉ học một tuần, sướng muốn chết. Ê, có bánh trái kìa, đưa cho mọi người đi. Dạ. Em, mọi người chơi nhau đi. Wow, ngon nha. Vậy mọi người tha thứ cho tôi nha. Tụi tôi tha thứ mà. Tụi tôi tha thứ cho ông mà. Cái gì vậy, tha thứ hết mà. Vì Thi. Dù gì ông làm chuyện này cũng vì tôi mà. Nên tôi bỏ qua á. Thôi, cô ngồi đi ba, đứng lại. Nè, thành chỗ bông nè. Ủa, mà nói có hai chuyện quan trọng. Giờ mới biết một chuyện à. Chuyện còn lại là gì? Thế mà ông căng vậy, chắc chuyện gì nghiêm trọng lắm hả? Tôi phát hiện ra trong nhóm của chúng ta có một kẻ phản bội. Thế Thi, bà bị Hana hãm hại và bà không biết à? Hana, là sao Mon? Bà có nhớ vụ khoa tỏ tình bà không? Tất cả mọi chuyện xảy ra đều là do Hana sắp đặt. Hôm qua, chính tai tôi nghe thấy ông Khoa và Hana nói chuyện với nhau. Ông ấy bảo Hana xúi ông Khoa tán tỉnh Việt Thi để Winner nhìn thấy, và điều đó sẽ làm cho Winner ghét Việt Thi hơn. Ông nói chuyện này nghe vô lý quá. Tôi nghĩ là Hana không có làm chuyện như vậy đâu. Tôi nghĩ là do Hana thích Winner. Tôi cảm nhận được như vậy. Sao lại như vậy được? Việt Thi à, bây giờ ấy, cô muốn biết đúng hay không thì phải đợi chính chủ nhân xác nhận. Sao? Đúng vậy. Cách đây mấy hôm Hana có tỏ tình với tôi. Nhưng thực ra tôi chỉ coi Hana như một người bạn thôi. Nên tôi đã từ chối rồi. Thì có nghĩa là Hana thích Winner. Hana không muốn Winner gần gũi Việt Thi nên đã thuê Khoa tỏ tình với Việt Thi. Tranh thủ lúc đó Hana tỏ tình với Winner. Nhưng không ngờ Winner lại từ chối. Trời, nghe giống như là phim luôn á anh. Nhưng mà điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ nhất là trong nhóm BA36 chơi với nhau lâu rồi mà lại có những người làm chuyện xấu như vậy. Trước giờ BA36 đâu có như vậy đâu. Đi đâu cũng có nhau, xem nhau như là một gia đình vậy. Hana ích kỷ như vậy chắc không xem mọi người là gia đình rồi.
định là tại không phải thi. Hana, bà quá đáng lắm, tôi biết hết rồi. Biết hết? Vụ gì? Bà thuê Khoa tán tỉnh tôi. Bà có biết như vậy là bà quá đáng lắm không? Bà không nghĩ làm như vậy sẽ làm tôi tổn thương hả? Vậy là bà biết hết rồi hả? Ừ, tôi làm á. Rồi sao? Ai biểu bà dám giành người tôi thích chị? Tôi với Winner chỉ là bạn bình thường thôi. Bà đã có ghen tuông tầm bậy tầm bạ đó được không? Bạn bình thường? Bà tưởng tôi bị ngu hả? Bạn bình thường? Bà không biết là Winner thích bà thiệt á hả? Cái vụ cá độ là Winner làm biết bao nhiêu việc chỉ để kiếm tiền cho bà. Hay là trong những cái buổi tập trung ai là người lo lắng cho bà? Nhưng nó chỉ là vì gia đình của tôi và Winner nghèo giống nhau cho nên tôi mới... Đừng có giả vờ giả vịt nữa. Winner thích bà, đó là sự thật. Nhưng đó không phải là lý do mà để bà ghét tôi đến như vậy. Dù gì tôi cũng xem bà là bạn tốt mà Hana. Bạn tốt hả? Đâu có thể nào vì hai chữ bạn tốt mà tôi có thể trao Winner cho bà được. Làm ơn biến khúc mắt tôi đi. Hello Mon Kenji. Ủa? Sao hai ông ăn bánh mì vậy? Khô lắm á. Hay là theo tôi đi ăn bún chả đi. Tôi bao, đi không? Không sao vậy? Tôi sợ bún chả của bà có cái gì lắm. Đi ăn một mình đi. Trời, có khi bún chả của bà không phải là bún chả nữa. Mà nước có độc nè, tăm tre, tẩm hóa chất. Rồi có khi là khăn giấy ướt á anh. Bỏ buồn mê gì lắm. Hai ông nói vậy là có ý gì? Bà còn hỏi nữa. Tôi không ngờ bà thâm độc như vậy Hana. Đằng sau lưng ấy thì bà hãm hại bạn bè, tranh giành bồ bịch. Thế mà trước mặt bà tôi ngọt xớt. Việc Thi nói gì với hai ông đúng không? Không cần Việc Thi phải nói. Hana, bà chơi tụi tôi bao nhiêu lâu rồi mà không ngờ bà như vậy luôn á. Có phải những chuyện xảy ra với trường gần đây ấy, bà cũng nhúng tay vào đúng không? Hai ông làm sao vậy? Thì ra là hai ông nghĩ vậy á hả? Đồ tồi. Ừ, tụi tôi thấy đấy. Thì chết tiệt. Để là sống chết tiệt. Nếu vậy thì đừng trách tôi. Mấy người đi chết hết đi. Không cần phải quá tức giận như vậy. Tôi có thể giúp bà lấy lại mọi thứ. Hana, tự nhiên bà kêu tôi ra đây làm gì vậy? Chuẩn bị vô lớp rồi đó. Tôi nói nhanh thôi à. Tôi với bà là bạn thân đúng không? Bà hỏi gì kỳ vậy? Đương nhiên là bạn thân rồi. Thân cỡ nào? Tự nhiên hôm nay bà hỏi gì vậy Hana? Nếu như mà giờ tôi nhờ bà một chuyện thì bà có làm không? Bà định nhờ tôi chuyện gì? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Không. Tôi muốn bà kêu gọi mọi người chuyển sang trường Mimi. Tự nhiên kêu gọi mọi người qua trường Mimi làm gì? Ủa, bà không biết gì hả? Trường mình sắp sụp đổ luôn rồi đó. Bao nhiêu chuyện luôn mà bà không biết hả? Mọi người mà càng ở lại trường này ngày nào á là thiệt thòi mọi người ngày đó. Bộ bà thích nhìn mọi người vậy lắm hả? Thì bà nói cũng đúng. Nhưng mà Mon, Kenji với lại Việt Thi á rất là yêu quý lại gắn kết với trường La La. Không dễ dàng mà họ đồng ý đâu. Tôi đâu có kêu bà kêu gọi bọn họ. Chứ bà muốn làm gì? Tôi muốn bà kêu gọi tất cả mọi học viên trong trường này ngoài bọn họ ra để chuyển sang trường Mimi. Tại sao lại kêu gọi những người mà tụi mình không có quen, không có thân thiết? Thì tại vì tôi muốn trả thù bọn Mon. Tôi muốn bọn họ biết có cái cảm giác mà bị cả cái thế giới này quay lưng như thế nào. Bà là bạn thân tôi thì bà sẽ giúp tôi đúng không? Bà sẽ không có quay lưng với tôi giống như là nhắm mò đúng không? Thôi được rồi, tôi sẽ giúp bà kêu gọi mọi người.
Cuối cùng thì cũng được, làm tôi nãy giờ đúng căng thẳng luôn á. Thôi tụi mình vô lớp đi. Không ai bị la bây giờ á.